Và chúng ta nhìn một số những cái thuyết mà thường muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay Thì các bạn thấy được đó, thì chúng ta hãy trở lại để bạn nói về thông tin liên quan đến Tesla đi Tại vì bây giờ đó thì có thêm một số những thông tin thường cảm thấy là rất là thú vị Và rất là quan trọng để các bạn hiểu được cái tình hình bây giờ Thì công ty Tesla đã mua 1,5 tỷ Bitcoin các bạn cũng đã biết Và thật ra mà nói là tình hình bây giờ đó một công ty mua 1,5 tỷ Bitcoin Thì cũng không có khiến cho giá cả đi mạnh như vậy Mà từ ba mươi mấy ngàn mà lên tới bốn mấy ngàn Thật ra lý do tại sao tại vì cái giá trị của thông tin đó khiến cho giá cả tăng chứ không phải là 1,5 tỷ khiến cho giá trị tăng. Và bây giờ đó nhiều người nói là bước kế tiếp sẽ là tiếp tục thấy nhiều công ty lớn ở Hoa Kỳ và quốc tế sẽ theo bước chân của Tesla mà đầu tư và Bitcoin lưu trữ một phần trong công ty Chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề một lát nữa Và đương nhiên bước kế tiếp nữa nhiều người nói là chúng ta sẽ thấy Những cái quốc gia khác sẽ lưu trữ Bitcoin trong ngân khố của họ Thật nghĩ là chúng ta cũng cần phải chờ đợi dài hơn nữa Trước khi chúng ta thấy điều đó Điều mà tôi muốn thấy bây giờ là nhiều công ty khác noi theo Tesla Và các bạn thấy được là công ty Tesla bây giờ đó là mua Bitcoin Thì cũng đồng nghĩa là một số những cổ đông Các bạn thấy được là công ty Tesla có rất nhiều những cổ đông Trong đó chúng ta có những công ty như là BlackRock Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank, Charles Schwab và HSBC. Đây là những cái cổ củ đông của công ty Tesla thì cũng đồng nghĩa là những cổ đông này bây giờ đang gián tiếp đầu tư vào Bitcoin. Đây là điều mà được chia sẻ trong cái thuyết này của Blockport. Một điều khác nữa, chúng ta nhìn vào cái thuyết này là thuyết của Mark Kaiser. Thì Mark Kaiser không có nói rõ nhưng mà một trong những điều mà nhiều người nói tới là một trong những công ty kế tiếp có thể... Ra quyết định là để Bitcoin vào trong ngân khố công ty đó chính là công ty Oracle. Tại sao? Tại vì các bạn cũng đã nhớ là thường đã chia sẻ là Larry Ellison là một trong những người à, ở trong hội đồng quản trị của công ty Tesla và Larry Ellison thì bây giờ là chủ tịch của công ty Oracle. Thì đương nhiên cái việc mà công ty Tesla thu mua Bitcoin đó cũng được thông qua bởi Larry Ellison. Nhưng mà thật ra có một điều khác thường muốn chia sẻ liên quan tới Tesla rất là quan trọng mà thường nghĩ là nhiều người không suy nghĩ đến. Và hồi nãy thường có xem một cái video được chia sẻ bởi Mid Kevin. Thường cảm thấy là cũng rất có ý nghĩa và thường sẽ chia sẻ thêm một lát nữa. Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin mà nhiều bạn hỏi thường là có phải công ty Apple chuẩn bị mua Bitcoin hay không? Thì đây là một cái sự chứng đoán của ZioHedge. ZioHedge đưa ra một cái bài chứng đoán cũng khá là thuyết phục là tại sao công ty Apple sẽ đi thu mua Bitcoin và không chỉ là Thu bitcoin mà công ty Apple có thể là hỗ trợ thị trường này Tại vì công ty Apple đang nằm Ở một vị trí rất tốt Các bạn thấy được là mạng lưới của Apple Rất là nhiều Có nghĩa là các bạn thấy được là Apple Thì bây giờ chúng ta có App Store Chúng ta có cái ví của Apple Các bạn có thể sử dụng cái thẻ tín dụng của Apple Và công ty Apple hoàn toàn có thể tạo ra Một cái sàn giao dịch Đưa lên trên mạng lưới của Apple Và bây giờ nhiều người đã có sẵn cái ví Apple rồi Thì có thể là kết nối để mà cho những người Sử dụng mạng lưới Apple Có thể là mua và lưu trữ tiền kỹ thuật số và các bạn thấy được đó đây là một trong những điều mà được chia sẻ bên hết tại sao mà cái lợi nhuận mà công ty Apple có được hỗ trợ thị trường này rất lớn cho nên nhiều người cho là công ty Apple sẽ là một trong những cái công ty kế tiếp ra cái quyết định là sẽ thu mua Bitcoin và công ty Apple cũng là một trong những công ty mà bây giờ có rất nhiều tiền mặt chúng ta sẽ nhìn vào một cái thống kê thống kê này đó là một thống kê mà được chia sẻ hồi tháng 3 của năm ngoái thường không có kiếm có thống kê tương tự mà mới hơn nhưng mà chúng ta thấy được là công ty Microsoft bây giờ các bạn thấy được là đây là những công ty mà có rất nhiều tiền mặt hiện bây giờ Công ty Microsoft có 136 tỷ tiền mặt hiện bây giờ Công ty Berkshire Hathaway của Warren Buffett có 128 tỷ tiền mặt Alphabet có 121 tỷ tiền mặt Apple có 106 tỷ tiền mặt Thì tại sao những công ty này có nhiều tiền mặt như vậy Thì một phần là tại vì các bạn thấy được là những công ty này có thu nhập tốt trong cái thời gian qua Cũng như là các bạn thấy là bây giờ họ không biết là cái số tiền mặt này cần phải đẩy vào cái tài sản gì các bạn thấy được là tình hình bây giờ đó, nhiều công ty thì họ suy nghĩ là hiện bây giờ thị trường chứng khoán đó không biết khi nào sập. Thật ra mà nói, nhiều công ty cũng đã thu mua rất nhiều cổ phiếu rồi. Trong tình hình bây giờ đó, trước đây thì nhiều công ty họ sẽ thu mua trái phiếu. Nhưng mà tình hình bây giờ, công ty không muốn thu mua trái phiếu tại vì sao? Tại vì cái lãi suất quá thấp, khiến cho lãi suất của trái phiếu quá thấp, khiến cho họ không chấp nhận đầu tư mà có lãi suất thấp như vậy. Và bây giờ các bạn thấy được là khiến cho nhiều người cá nhân cũng như là nhiều công ty đẩy tiền vào trong thị chứng khoán Tại vì sao? Tại vì họ chỉ có cách đó mà thôi mới kiếm được lợi nhuận Nhưng mà các bạn thấy được là nếu như mà giữ tiền mặt Thì sẽ dẫn đến một cái sự tai hại đó chính là các bạn đầu tư Mua chứng khoán, mua Bitcoin, mua bất cứ một loại tài sản nào thì đương nhiên là có lời có lỗ Nhưng mà các bạn lưu trữ tiền mặt bây giờ thì hầu như ai cũng hiểu được là tiền thì in ra liên tục, lạm phát liên miên Sẽ dẫn đến đồng đô la sẽ mất giá rất là nhanh Và các bạn chỉ có thua mà thôi tại vì các bạn thấy được là quyền in tiền không nằm trong tay của những công ty những cá nhân mà nằm trong tay của những ngân hàng trung ương cho nên nhiều công ty bây giờ là đang ngồi trên một cái đống lửa tiền mặt quá nhiều nhưng mà không biết làm gì với cái số lương tiền mặt đó và các bạn thấy được là những công ty này sẽ suy nghĩ đến đầu tư vào trong thị trường Bitcoin này và cũng giống như là công ty MicroStrategy cũng giống như là công ty Tesla nhưng mà không chỉ đơn giản là tại vì họ muốn giải quyết cái vấn đề tiền mặt này đâu họ còn có một số những cái suy nghĩ khác nữa để thường chia sẻ với các bạn chúng ta bây giờ hãy nói về công ty michael strategy đi thì các bạn thấy được là michael sailor là một người mà đang có sức ảnh hưởng rất là lớn đối với thị trường tài chính hiện bây giờ chúng ta đương nhiên là nghe thông tin liên quan đến tesla thì nhiều bạn rất là hứng thú rất là thích là công ty tesla đã đầu tư vào bitcoin nhưng mà Michael Saylor mới là người đứng sau lưng mà gây ra cái sự FOMO đến từ nhiều công ty hiện bây giờ và bây giờ Michael Saylor làm một cái khóa học miễn phí cho những người nào mà muốn tìm hiểu thêm về Bitcoin. Michael Saylor là một người mà đang lan tỏa cái thông điệp của Bitcoin rất mạnh hiện bây giờ và Bitcoin bây giờ rất là dễ hiểu các bạn thấy được là năm 2017 đó các bạn muốn giải thích Bitcoin với một người mới đó, thì các bạn phải giải thích rất là dòng do bây giờ nhiều người chỉ cần hiểu là Bitcoin là một vàng điện tử mà thôi đây là một thông điệp rất dễ hiểu và thông điệp càng dễ hiểu thì càng nhiều người có thể tiếp cận được các bạn thấy được là khi mà Internet mới ra đời đó thì có rất nhiều người um, giải thích Internet nhưng mà rất khó hiểu cho đến khi thường nhớ là năm 1995 hay 96 gì đó khi mà công ty AOL bắt đầu là chạy những cái quảng cáo và những quảng cáo đó giải thích internet rất dễ hiểu. Internet là gì? Thì lúc đó họ giải thích internet đó chính là một cái xa lộ thông tin. Thông điệp đó rất là dễ hiểu cho nên nhiều người đã có thể tiếp cận được bên internet hơn. Bây giờ Bitcoin cũng vậy, Bitcoin là gì? Bitcoin là một vàng điện tử. Đây là một cái thông điệp dễ hiểu nhất cho nhiều người và Michael Saylor là một trong những người đang loan tỏa thông điệp này rất là mạnh. Các bạn thấy được là chúng ta tại sao lại có thể nghĩ là nhiều người sẽ đi theo công ty Tesla Để mà đầu tư vào những Bitcoin này Tại sao họ lại chọn lựa một cái suy nghĩ điên rồ như vậy Một cái sự nguy hiểm như vậy Tại vì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những công ty đi Thì công ty uh, đang có hai cái lựa chọn Một là các bạn thấy đi dùng tiền công ty để mua lại cổ phiếu của mình Hay là đi thu mua Bitcoin Các bạn thấy được cái thống kê này từ Blockport Thì từ khi mà công ty MicroStrategy đưa ra thông báo là đang thu Bitcoin hồi tháng 8 của năm ngoái Thì từ tháng 8 cho đến bây giờ các bạn thấy được là cái số tiền mà công ty MicroStrategy lời đó là 2,08 tỷ 2,08 tỷ thì đương nhiên là một cái phần lời rất là lớn nhưng mà các bạn thấy được là cái phần lời đó chỉ là một phần mà thôi Cái phần còn lại là cổ phiếu của công ty MicroStrategy đã tăng lên 800 lần 800 lần trong thời gian chỉ có vài tháng mà thôi tăng lên 8 lần Các bạn thấy được là công ty mà thông báo đầu tư về Bitcoin thì có rất nhiều những cái lợi Và chúng ta nhìn vào một cái đề tài ngày hôm nay Đó chính là công ty Twitter Thì giám đốc tài chính, cũng như là CFO của công ty Twitter vừa nói là đang tìm hiểu Bitcoin thôi Thì giá cổ phiếu của Twitter đã tăng lên 13%, tăng lên 7 tỷ Cho thấy được là các bạn gia sinh như là bỏ 1-2 tỷ đi mua Bitcoin đi trong công ty Nhưng mà các bạn vừa thông báo thôi thì giá cổ phiếu đã tăng lên 13%, tăng lên 7 tỷ thì các bạn có làm hay không cho nên nhiều người bây giờ cảm thấy là Bitcoin là một chuyện điều mà quá hấp dẫn bây giờ đối với những công ty và nếu như mà công ty mà không có thu mua Bitcoin mà lợi với Bitcoin cứ tăng và tăng hoài thì những cổ đông của những công ty đó sẽ rất là khó chịu và những khách hàng của những công ty đầu tư mà không đầu tư Bitcoin đó thì sẽ rời bỏ để mà đi vào những cái công ty khác có lợi nhuận cao hơn các bạn thấy được là những nhà đầu tư, những khách hàng thì cuối cùng lợi nhuận được trên hết cho nên các bạn thấy được là bây giờ nhiều người có thể dẫn đến là cái sự FOMO vào trong thị trường này là họ sợ lại bị bỏ lỡ cơ hội họ sợ là sẽ không theo kịp những công ty khác các bạn cứ nghĩ đi những công ty như là Twitter hay là chúng ta thấy được là Apple hay là Tesla những công ty đó không phải độc nhất vô nhị các bạn thấy được là những công ty đó vẫn tiếp tục cạnh tranh với là những công ty khác nhưng mà giả sử như Giả sử như họ bỏ một số tiền vào trong thị trường này và Bitcoin thực sự là lên tới con số 300 ngàn, 400 ngàn Thì lúc đó những công ty kia sẽ rất khó để mà cạnh tranh tại vì cái số tiền mà họ có đã quá nhiều Và không chỉ riêng là như vậy đó, thường phải chia sẻ bằng một điều khác nữa mà thường vừa hiểu được Tại sao mà công ty Tesla lại lựa chọn là đầu tư về trường Bitcoin này Là không có chỉ riêng là chúng ta nói tới là công ty Tesla ngoại trừ là có thể là lưu trữ tiền mà không sợ lạm phát công ty Tesla cũng có thể là có nhiều người mà đang lưu trữ Bitcoin bây giờ sẽ là khách hàng tương lai của công ty Tesla đi mua xe bằng Bitcoin vân vân. Đó chỉ là những điều mà chúng ta nghe nói tới ở trên những đài truyền hình, những cái tờ báo mà thôi. Nhưng mà một trong những điều khác nữa mà thường mới hiểu ra đó chính là khi mà chúng ta đầu tư bởi Bitcoin đi, giả sử như là công ty Tesla là có cái số lượng lời là 300 triệu đi. Thì các bạn thấy được là 300 triệu đó nếu như mà công ty Tesla mà đầu tư Bitcoin đó là 1,5 nghìn tỷ Mà nếu như mà Bitcoin đó bị giảm xuống Giả sử như là bị giảm xuống 20% đi Thì các bạn thấy được là công ty Tesla 300 tỷ thu nhập đó có thể là bị trừ đi Tại vì dựa theo accounting Có như là dựa theo luật kiểm toán hiện bây giờ đó Thì công ty Tesla có thể là tính cái số lượng giảm của Bitcoin trong công ty Nghĩa là từ 1,5 tỷ giảm còn 1,2 tỷ Tại vì bị giảm đi 20% Thì 300 triệu đó có thể là trừ cái số tiền mà thu nhập đến từ công ty thì điều này nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là trên thực tế là có thu nhập nhưng mà không cần phải đóng thuế tại vì đương nhiên là 300 triệu đó sẽ bị trừ ra tại vì Bitcoin xuống 20% và điều này là một điều rất là tốt nếu như công ty không muốn đóng thuế thứ nhì nữa điều này có thể làm cho nhiều người khi mà không hiểu đó thì nghĩ là có vấn đề gì đó với lại công ty tesla sẽ dẫn đến là giá cổ phiếu đi xuống sẽ tạo cơ hội cho những người nào mà hiểu chuyện đang xảy ra mua lại cổ phiếu tesla với cái giá thấp hơn đây là điều đầu tiên Điều thứ nhì các bạn thấy được là khi mà công ty Tesla qua một cái quý khác Giả sử như công ty Tesla có cái thu nhập là 300 triệu đi Giả sử như là giá Bitcoin hồi phục lại có nghĩa là giá Bitcoin đi từ 1,2 nghìn tỷ trở về 1,5 nghìn tỷ cho công ty Tesla cái số lượng mà họ đầu tư ban đầu là 1,5 nghìn tỷ thì ở cái thời điểm đó chúng ta sẽ thấy được là Tesla không những là có thể là có cái lợi nhuận là 300 triệu bình thường mà phải cộng thêm 300 triệu cái sự tăng trưởng của Bitcoin nữa có nghĩa là trong cái quý đó công ty Tesla có thể là đưa ra thông báo đối với những cổ đông là lời tới 600 triệu thì dẫn đến giá của Tesla tăng rất là cao cho nên những người nào mà hiểu cái cách mà tính toán theo cái lực của kế toán thì có thể là mua cổ phiếu Tesla với cái giá rất thấp khi mà Bitcoin xuống mạnh và đợi tới khi nào Bitcoin hồi phục lại thì các bạn có thể là bán của với Tesla với cái giá rất là cao tại vì nhiều người sẽ lầm tưởng nghĩ là trong cái quý này công ty Tesla kiếm được quá nhiều tiền cho nên trong tương lai đó có thể dẫn đến là cổ với Tesla từ quý này quý nọ đó sẽ có cái sự tăng giá giảm giá rất là mạnh và một điều đặc biệt nữa là nếu như giả dạ sử như mà Bitcoin cứ tăng và tăng đi giả dạ sử như là bây giờ là công ty Tesla đầu tư là 1,5 tỷ mà Bitcoin tăng lên gấp đôi thì lúc đó là công ty Tesla có tới 3 tỷ thì có phải là họ sẽ tính 1,5 tỷ đó vào thu nhập hay không? Nếu gì họ sẽ đóng thuế rất là nhiều nhưng mà họ vẫn chưa có bán, không phải đâu. Tính theo cái luật hiện hành của kế toán đó thì công ty Tesla nếu như mà hơn cái con số mà mua trước đây thì họ không cần phải tính vào, có nghĩa là họ không cần phải đóng thuế cái phần đó tại vì họ vẫn chưa có bán. Đây là cách hiểu đơn giản, thật ra mà nói nếu chúng ta nói tới cái luật của kế toán của Hoa Kỳ thì rất là phức tạp nhưng mà cách hiểu đơn giản là các bạn thấy được là ngoại trừ là công ty Tesla có thể là có một loại tài sản mà không sẽ bị lạm phát, công ty Tesla cũng có thể là có thêm một số những khách hàng sau này khi mà giá bitcoin tăng là khách hàng của công ty Tesla và thứ ba nữa về cái mặt là kế toán thì công ty Tesla cũng sẽ có được rất nhiều những cái lợi như là có thể là đóng thuế ít hơn hay là có cơ hội mua được cổ phiếu với cái giá rẻ hơn nếu như mà thị trường không hiểu cách hoạt động của cái tính của giá bitcoin trong cái ngân sách của công ty Tesla đây là điều mà Thường muốn chia sẻ với các bạn. Và Thường nghe đây cũng là những điều mà rất là hấp dẫn đối với nhiều công ty.